giới thiệu mọi người một chút về cái xe của mình đang đi, là cái xe Kawasaki Ninja này, là cái xe ở phía góc phải này này. Nhiều mẫu khác thì mọi người có thể tham khảo thêm trên web nhé. Đây đây là con Ninja năm như là sản xuất năm 2021 thì phải. Màu chủ đạo của nó sẽ là màu đen này, ở cái vành xe nó sẽ có một cái viền màu xanh lá ở bên thân. Bên thân nó sẽ có tên này, tên xe này, nhà sản xuất là của Kawasaki. Ngoài ra thì nó còn những mẫu khác, nhưng mà lúc mình chọn thì mình lấy cái mẫu này này. Thì bây giờ đây là cái mình lắp thêm này, lắp thêm để gắn điện thoại cho khi mà đi đường thì có thể sử dụng được. Ngoài ra bình thường thì cấu tạo cơ bản nó sẽ như thế này. Mọi người có thể xem thêm trên web nha. Cái chìa khóa của nó sẽ là chìa khóa bình thường nhé. Bây giờ hiện tại thì có những cái loại chìa khóa mà nó sẽ là chìa khóa tự động á, chìa khóa cảm ứng á. Thì mọi người chỉ cần đặt gần xe nó sẽ khởi động, nhưng mà cái này là chìa khóa bình thường, chìa khóa kiểu cũ này. Thì đây nó sẽ mình sẽ cắm chìa khóa, thì hiện tại thì mình đang khóa cổ ấy. Thì sẽ ấn này, sẽ mở ra này. Sau khi mà khởi động xe thì nó sẽ lên cái màn hình như thế này, màn hình điện tử này. Thì có một vài cái thông số cơ bản, như là hiện tại thì nó đang ở số N, cái gear N ở cái gear mà sẽ xe nó sẽ không tự động di chuyển được á. Thì mọi người trước khi mọi người chạy xe thì sẽ đường để về cái số N này nhá. Như Toyota ở bên này nó cũng sẽ có hiển thị một cái số giống cái chữ ký hiệu giống như vậy này. Nhìn thấy không nhỉ? Chữ N này này. Ở đây ngoài ra có giờ này. Cái này là có cái đồng hồ để đo cái số vòng quay của động cơ này. Bên này thì sẽ là cái khi mọi người chạy nó sẽ hiển thị cái tốc độ chạy của xe này. Ở dưới này thì là ở đoạn này nó có ba cái gạch này này. Thì khi nào mọi người khởi động lên ý, thì nó mới ra là mình đã chạy được bao nhiêu km. Khi mà khởi động cái này là một cái gọi là gần một cái khóa, một cái khóa an toàn. Khi mọi người bóp phanh mà bóp phanh gấp ý, thì nó sẽ không làm bánh xe của mình bị khóa và mình bị ngã. Thì đây là những cái thiết kế mới của những cái xe dạo gần đây, chứ còn ngày trước là không có. Mà khi mọi người ra đường có nguy hiểm á, mà người bóp phanh gấp mà bóp cả phanh trước phanh sau ấy thì là có cái nguy cơ ngã xe nó đổ rất là cao. Nhưng bây giờ thì nó có cái chế độ này nó cài đặt, thì mình có bóp phanh mức nào thì cái bánh xe nó sẽ không bị lốc lại. Thì cái này cũng một cái rất là an toàn. Còn đây là cái vạch xăng, hầu như những cái xe mới hiện giờ ấy thì nó sẽ là có những cái vạch điện tử như này, nhưng mọi người tắt máy thì nó cũng sẽ mất đi. Còn đây là một cái mà đối với bạn nào mà muốn chạy trên đường cao tốc sử dụng cái ăn thanh toán tự động á, mọi người sẽ lắp thêm cái này, nó sẽ kết nối với một cái ở đằng sau. Ở bên này thì nó sẽ lắp cái thẻ thanh toán tự động đối với những xe mà khi mình đi qua cái đường cao tốc á. Bây giờ thì nó không bật đèn không thấy, nhưng bật đèn lên thì nó sẽ chuyển cái này sang màu xanh này. Được không? Cái màu xanh thì tức là cái thẻ đang hoạt động. Khi đi qua cao tốc thì mọi người sẽ không phải dừng lại để trả phí nữa, mà tính vượt qua luôn, và sau đấy thì nó sẽ tự động tính vào cái thẻ mọi người cài đặt để thanh toán đó. Đây là xe của mình.